Perseverance là robot tự hành của NASA được gửi đến khám phá hỏa tinh trong nhiệm vụ Mars 2020. Đồng hành cùng robot tự hành là chiếc trực thăng khéo léo Ingenuity. Chúng đã hạ cánh thành công trên miệng núi lửa Jezero của hỏa tinh ngày 18 tháng 2 năm 2021. Kể từ đó đến nay, cả hai thiết bị vẫn đang hoạt động tốt, vượt xa kỳ vọng. Chúng đã có nhiều phát hiện mang tính đột phá, giúp các nhà khoa học có cái nhìn chính xác hơn về hỏa tinh. Mới đây, trong lúc lang thang trên bề mặt hỏa tinh, robot tự hành Kiên Trì đã vô tình phát hiện một tảng đá có hình dạng vô cùng kỳ lạ, trông giống như một chiếc bánh rán khổng lồ trên hỏa tinh. Ngay sau khi hình ảnh thú vị này được công bố, nó nhận được sự quan tâm rất lớn của giới nghiên cứu. Nhiều người liên tưởng nó là anh em sinh đôi của thiên thạch vòng Tucson nổi tiếng đang được trưng bày ở Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Mỹ. Nhiều người khác lại cho rằng nó không phải là của hỏa tinh, nó đến từ một nơi nào đó trên bầu trời. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu nhé! Mars 2020 là nhiệm vụ thám hiểm hỏa tinh của NASA, mang theo một robot tự hành Kiên Trì Perseverance và một trực thăng khéo léo Ingenuity. Nhiệm vụ của sứ mệnh là tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống trên hỏa tinh trong quá khứ cũng như hiện tại, thu thập các mẫu vật đất đá gửi về trái đất trong tương lai để nghiên cứu. Ngoài ra, robot sẽ thử nghiệm sản xuất oxy trực tiếp từ bầu không khí của hỏa tinh, chuẩn bị cho các sứ mệnh xa hơn, đưa con người đặt chân lên hành tinh đỏ. Sau hơn 2 năm khám phá trên đồng bằng miệng núi lửa Jezero, sứ mệnh đã gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Robot đã thành công trong việc tạo oxy trong bầu khí quyển loãng của hỏa tinh, thu thập và tập kết các mẫu vật đất đá để gửi về trái đất trong tương lai. Trực thăng khéo léo Ingenuity đã thực hiện được hàng chục chuyến bay vượt xa kế hoạch đề ra ban đầu. Ngoài ra, chúng còn gửi rất nhiều những hình ảnh, những tư liệu quý giá về trái đất, giúp các nhà khoa học có cái nhìn chính xác hơn về những gì đã và đang diễn ra trên hành tinh đỏ. Mới đây, trong lúc lang thang trên bề mặt hỏa tinh, robot tự hành đã vô tình phát hiện một tảng đá có hình dạng vô cùng kỳ lạ, trông giống như một chiếc bánh rán khổng lồ trên hỏa tinh. Đây là những hình ảnh thực tế được NASA công bố. Hình ảnh này là quan sát từ xa, trông tảng đá giống như một chiếc bánh rán khổng lồ đang nằm sừng sững trên bề mặt hỏa tinh. Còn đây là hình ảnh phóng to của nó. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy lỗ thủng ở giữa của tảng đá. Tất nhiên, những hình ảnh này đều được các kỹ sư xử lý màu để thêm phần sinh động. Nếu bạn muốn quan sát những hình ảnh thô, thì đây là những hình ảnh đó. Robot của NASA đã chụp hai góc khác nhau, tuy rằng có hơi mờ, nhưng chúng ta dễ dàng nhận ra hình thù kỳ lạ của tảng đá. Ngay sau khi những bức ảnh được công bố, nó nhận được sự quan tâm rất lớn của giới khoa học. Nhiều người liên tưởng ngay đến thiên thạch vòng Tucson nổi tiếng đang được trưng bày ở Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Mỹ. Nó không khác gì người anh em sinh đôi. Có người lại cho rằng đó có thể là tàn tích của một cái giếng từ một nền văn minh cổ đại nào đó trên hỏa tinh. Nhiều người còn nói vui rằng trông nó giống như một bồn cầu của người ngoài hành tinh. Quả thực trí tưởng tượng của con người thật phong phú đúng không các bạn? Bạn có liên tưởng gì khi quan sát thấy hình ảnh này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Đại diện Viện SETI tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất ở California thì cho biết, tảng đá hình bánh rán có thể là một thiên thạch lớn cùng với các mảnh nhỏ hơn ở xung quanh. Điều này có nghĩa đây là một thiên thạch rơi xuống hỏa tinh và bằng một cách nào đó, nó đã vỡ ra tạo thành hình một chiếc bánh rán. Giải thích từ đại diện Viện SETI có thể là phù hợp hơn cả. Đây chỉ là một tảng đá thiên thạch tự nhiên, chứ không phải là thứ gì khác. Việc phát hiện những tảng đá thiên thạch trên hỏa tinh không phải là hiếm. Trước đó, robot Kiên Trì cũng đã phát hiện một tảng đá kỳ lạ. Nó có chiều dài khoảng 15cm, trông giống như một thiên thạch trên hỏa tinh.
các nhà khoa học đã cho robot bắn các tia laser vào tảng đá để phân tích kỹ lưỡng cấu tạo của nó. Nếu bạn để ý kỹ phía bên phải của tảng đá, đó là những vết tích của việc bắn tia laser. Còn đây là tảng đá khác, được xe tự hành Curiosity, người anh em của Perseverance, phát hiện. Nó được cho là một thiên thạch, được cấu tạo chủ yếu từ sắt và niken, được các nhà khoa học NASA đặt biệt danh là Cacao. Tảng đá có kích thước khoảng 30cm, được phát hiện trong khu vực núi Sharp, nơi mà Curiosity đang khám phá. Còn đây là thiên thạch sắt khác, cũng được xe tự hành Curiosity phát hiện. Thiên thạch có kích thước khoảng 2m. Phía trước hình ảnh có thể là một mảnh thiên thạch khác, nó bị vỡ ra khi thiên thạch rơi xuống bề mặt hỏa tinh. Tiếp theo, đây cũng được cho là một thiên thạch có cấu tạo chủ yếu bởi sắt và niken. Nó có kích thước khá nhỏ, chỉ tương đương một quả bóng gôn. Nó được robot tự hành Curiosity phát hiện vào năm 2016. Sau khi phát hiện, robot đã bắn các tia laser vào bề mặt. Những vết màu trắng trên bề mặt thiên thạch là những vết tích của việc bắn các tia laser. Đây cũng là một thiên thạch khác được tàu thám hiểm Opportunity của NASA phát hiện. Thiên thạch có kích thước khoảng 60cm, được cho là rất giàu sắt và niken. Nó có hình thù khá kỳ lạ, được phân tích quang phổ khá kỹ từ máy quang phổ tia X hạt alpha của xe tự hành. Cũng giống như trái đất, khi tồn tại bên ngoài không gian, hỏa tinh có thể cũng bị rất nhiều các thiên thạch tấn công hàng năm. Với những thiên thạch có kích thước đủ lớn, chúng sẽ không bị cháy hết trong bầu khí quyển mỏng manh của hỏa tinh. Những gì còn sót lại sẽ rơi xuống bề mặt. Nếu chúng không bị những trận bão cát chôn vùi, các robot tự hành trên bề mặt của hỏa tinh sẽ có cơ hội phát hiện ra những thiên thạch đó. Việc chúng có cấu tạo và hình thù kỳ lạ có thể được tạo ra từ tự nhiên, chứ không phải từ những thế lực bí ẩn nào khác. Đến đây, video của Tốt Thú Vị cũng xin phép tạm dừng. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Còn bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!